6 tháng đầu năm 2021 đã trôi qua với màn bứt tốc đáng tự hào của thương hiệu xe Việt. VinFast Fadil vượt qua mẫu xe quốc dân Toyota Vios, đứng đầu về doanh số trên mọi phân khúc. Tất nhiên, việc một mẫu xe phân khúc hạng A có mức giá khoảng 400 triệu dẫn đầu thị trường không có nghĩa ở các phân khúc cao hơn. Giá bạc tỷ kén người dùng hơn, cuộc đua lại diễn ra bình lặng, thậm chí, Câu chuyện dưới đây về những tiêu biểu của phân khúc hạng E còn cho thấy chiến địa này rất phức tạp, đầy ẩn số. 1. Volkswagen đóng vai tân binh. Thực tế cho thấy rằng dù doanh số không cao, phân khúc E đang dần trở nên sôi động hơn. Đó là vì ngoài những nhà sản xuất có mặt từ lâu trên thế giới Ford, Hyundai, Toyota, sắp tới có thêm Volkswagen, mức giá giao động quanh mốc 2 tỷ của những mẫu xe này vốn không dễ chịu với nhiều người. Nhưng với nhóm khách hàng thực sự của phân khúc này là những doanh nghiệp, Doanh nhân thành đạt thì mức giá đó có lẽ không phải là trở ngại, cái khó là làm sao tìm được mẫu xe phù hợp, và muốn vậy, các mẫu xe phải thể hiện rõ cá tính, chất riêng của mình. Theo phân tích từ Volkswagen, nhóm khách hàng của dòng SUV 7 chỗ hạng E tại Việt Nam có thiên hướng lựa chọn những mẫu xe bề thế, vận hành tốt với nhiều trang bị công nghệ, đó là lý do mẫu xe đầu bảng phân khúc SUV cỡ trung tại Mỹ là Ford Explorer sau khi về Việt Nam hồi giữa năm 2016 với mức giá khoảng 2 tỷ 3 đã gây khó dễ với những mẫu xe có số má khác đang ngự trị tại phân khúc năm 2017. Pho bán tổng cộng 1.288 chiếc Explorer tại Việt Nam, trong khi ông chủ Toyota Land Cruiser Prado lại chỉ bán được 491 chiếc, thậm chí xếp thứ 8 trong top 10 xe ế nhất Việt Nam năm 2017. Gần đây, thị trường dù chịu nhiều áp lực từ Covid nhưng sức hút của những mẫu xe này trong mắt các nhà sản xuất dường như không thay đổi. Đây có lẽ chính là trường hợp của mẫu Volkswagen Teramont khi hãng đã có quyết định nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ và đưa về phân phối tại Việt Nam, giá khởi điểm từ hơn 726 triệu chắc chắn sẽ lên tới hơn 2 tỷ khi tính thêm các loại thuế, phí tại Việt Nam. 2, nhưng lúc đó VinFast VF e36 cũng sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, có lẽ đến lúc Volkswagen Teramont bắt đầu tạo chỗ đứng tại Việt Nam thì VinFast VF e36 mẫu SUV chạy điện 7 chỗ cũng thuộc phân khúc hạng E sẽ lộ diện. Nhiều phân tích cũng cho rằng VinFast VFE36 tuy có kích thước tổng thể không lớn hơn là bao so với những mẫu xe trong phân khúc, nhưng qua cách thiết kế cho thấy xe sẽ rộng rãi và thoải mái hơn nhiều. Không chỉ dừng lại ở không gian nội thất, những trang bị công nghệ cũng là một điểm đáng lưu ý của mẫu xe này như tính năng tự lái cấp độ 2, 3, thậm chí có thông tin là một số tính năng cấp độ 4, tùy chọn động cơ điện hoặc động cơ xăng. Bên cạnh đó, VinFast còn áp dụng chiến thuật cho thuê pin giúp cắt bỏ một phần đáng kể chi phí mua xe ban đầu vân vân. Như vậy có thể thấy, nếu VinFast VF E36 hội tụ được những yếu tố này, đây chắc hẳn sẽ là một cái tên đáng gờm mà các ông lớn. Thế giới có mặt tại Việt Nam sẽ phải rè chừng trong phân khúc hạng E này, xe cổ, xe cổ, x.